Ban biên tập xin được gửi đến lời chào và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng tin tức 24 giờ. Kính chúc quý vị sẽ có những giây phút thật bổ ích khi xem video này. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn là những người cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất thông tin từ tin tức 24 giờ. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Hà Nội phong tỏa phường Trương Dương 14 ngày do có dân quân trực chốt mắc Covid-19. Huế ghi nhận ca mắc Covid-19 về bằng máy bay đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh. Ông chú Bình Phước trao nước tận tay cho đoàn xe máy về quê. Người phụ nữ ở Nghệ An tặng phong bì tiền cho người dân đi xe máy về quê tránh dịch. Cả nước có một tỉnh duy nhất chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 sau một năm rưỡi chống dịch. Ổ dịch Covid-19 lớn tại thị trấn làm thức tỉnh giới chức y tế Mỹ vì biến chủng Delta. WHO kêu gọi hành động nhanh hơn trước khi virus SARS-CoV-2 đột biến thêm một lần nữa. Và ngay sau đây là phần tin chi tiết. Hà Nội phong tỏa phường Trương Dương 14 ngày do có dân quân trực chốt mắc Covid-19. Ngày 31 tháng 7, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ban hành quyết định số 3432 QĐ-UBND về việc thành lập vùng cách ly y tế tại địa bàn dân cư phường Trương Dương trong 14 ngày do có liên quan đến trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo đó, từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 đến 0 giờ ngày 14 tháng 8, người dân tại địa bàn dân cư phường Trương Dương không được tiếp xúc với người khác, không ra khỏi vùng cách ly, trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp khác. Trường hợp các gia đình và cá nhân không tuân thủ theo yêu cầu cách ly sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trương Dương, cho biết thời gian qua có 17 trường hợp F0 được xác định trên địa bàn phường đã được đưa đi cách ly điều trị. Công tác truy vết được tiến hành nhanh chóng, xác định kịp thời các trường hợp liên quan. Huế ghi nhận ca mắc Covid-19 về bằng máy bay đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 31 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 mới được phát hiện tại khu cách ly tập trung. Trong đó, đáng chú ý là ca mắc đầu tiên về bằng máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có mã số 138188, sinh năm 2019, trú tại xã Vĩnh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 26 tháng 7, bệnh nhân đi cùng mẹ từ thành phố Hồ Chí Minh về Huế trên chuyến bay VJ302, dãy ghế 4E và 4F. Đây là chuyến bay đưa đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê do tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Ngay khi vừa xuống sân bay Phú Bài, bệnh nhân đã được khai báo và đưa đi cách ly tập trung. Các ca bệnh còn lại vừa được ghi nhận tại Thừa Thiên Huế có mã bệnh 138149, 138199, 138201 về quê từ thành phố Hồ Chí Minh bằng tàu hỏa và ô tô. Cụ thể, ca bệnh 138149, sinh năm 2014, trú tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, đi tàu SE8 đến ga Huế vào rạng sáng ngày 27 tháng 7, được cách ly tập trung, sau đó xét nghiệm có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Các ca bệnh 138199, sinh năm 2000, trú tại Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, và 138201, sinh năm 1967, trú xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế, trở về quê từ thành phố Hồ Chí Minh bằng ô tô. Khi đến chốt kiểm tra y tế tại thị trấn Lăng Cô, trong các ngày 26 và 27 tháng 7, hai bệnh nhân đã tiến hành khai báo, được cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm, sau đó cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ông chú Bình Phước trao nước tận tay cho đoàn xe máy về quê. Những ngày qua, nhiều tỉnh thuộc khu vực phía Nam bùng phát dịch và thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trước tình hình công việc bị ảnh hưởng, không có tiền chi tiêu, hàng nghìn người từ Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đã quyết định di chuyển về quê bằng xe máy. Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bà con ở Bình Phước cùng đoàn dân quân hỗ trợ tiếp nước cho người di chuyển về quê bằng xe máy. Ban đầu, chỉ có một người đàn ông trung niên đứng ra phát nước, nhiều bà con hồi hương còn chưa dám nhận. Sau đó, khi thấy mọi người còn ngần ngại, người đàn ông này đã tiến gần hơn về phía đường, giơ tay với ra ngoài để tiếp nước. Nhận thấy tấm chân tình của ông, nhiều người đã mạnh dạn đón lấy và cảm ơn. Hành động của ông cũng được nhiều người địa phương hưởng ứng, giúp đỡ phát nước cho đoàn xe. Theo chủ nhân đoạn clip viết, Bình Phước luôn mong được phục vụ bà con về Tây Nguyên thượng lộ bình an. Đoạn clip ngắn nhưng lại nhận được 300 lượt thả tim và khiến nhiều dân mạng phải bày tỏ rằng xem mà ứa nước mắt. Người phụ nữ ở Nghệ An tặng phong bì tiền cho người dân đi xe máy về quê tránh dịch. Trưa ngày 31 tháng 7, chị Đinh Thu Hiền, 47 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An,
cùng người thân tiếp tục chuẩn bị thêm phong bì để phát cho lao động đi xe máy từ miền Nam về quê tránh dịch. 100 phong bì đã được phát hết rồi, bây giờ chúng tôi lại chuẩn bị thêm 100 phong bì nữa, chị Hiền nói. Từ chiều ngày 30 tháng 7, chị Hiền mang theo 100 chiếc phong bì, mỗi phong bì 500.000, để vào một thùng các tông, dừng xe cạnh chốt kiểm soát để phát cho người lao động về quê bằng xe máy. Trên thùng các tông ghi dòng chữ, mọi người đi về quê, vui lòng nhận một phong bì 500k. Gần 23 giờ đêm ngày 30 tháng 7, chị cùng người thân vẫn chờ những người về quê. Bên cạnh thùng giấy các tông được phong bì là một hộp chứa các gói xôi giò nóng hổi. Người phụ nữ U50 này cho biết, những ngày qua, hình ảnh và thông tin đăng tải trên báo chí, mạng xã hội về những người chạy xe máy hàng ngàn cây số để về quê. Trong đó, có cả những em nhỏ mới mấy tháng tuổi khiến chị xúc động. Chị đã quyết định sử dụng 50 triệu đồng của gia đình để chia sẻ với những người phải chạy xe máy về quê. Sợ nhiều người chạy xe máy qua nhưng không biết, chị Hiền đã đăng thông tin lên trang Facebook cá nhân với mong muốn nhiều người nhận được sự giúp đỡ. Cả nước có một tỉnh duy nhất chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 sau một năm rưỡi chống dịch. Cao Bằng hiện đang là tỉnh duy nhất trên cả nước chưa có dịch COVID-19. Để giữ vững thành quả phòng chống dịch, hệ thống y tế Cao Bằng cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực ngày đêm. Theo thông tin từ Sở Y tế Cao Bằng, đến ngày 27 tháng 7, tỉnh đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 23.000 người thuộc các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 NQCP ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ và các đối tượng công dân Trung Quốc làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc, kinh doanh tại Trung Quốc, người dân có nhu cầu, đặc biệt ở các địa phương sát biên giới với Trung Quốc. Công tác tiêm phòng được ngành y tế Cao Bằng thực hiện khá tốt, tỉnh đang tận dụng thời cơ khi chưa có dịch để đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng. Tuy vậy, do điều kiện cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, thiếu trang thiết bị phụ trợ, kho lạnh bảo quản vaccine nên ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ tiêm chủng và công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng. Để khắc phục những khó khăn này, Sở Y tế Cao Bằng đang đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên y tế, tăng cường mua sắm các thiết bị bảo quản, kho lạnh, xe tiêm chủng lưu động để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm chủng cho người dân. Theo ông Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng, đến nay Cao Bằng là tỉnh duy nhất trên cả nước vẫn giữ được địa bàn không có COVID-19. Đây là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có cả yếu tố may mắn do khách quan mang lại, đó là vị trí địa lý của Cao Bằng khá thuận lợi cho công tác phòng chống dịch, mật độ dân cư thấp, sự giao lưu kinh tế, văn hóa của Cao Bằng với các tỉnh, thành phố ít hơn so với các địa phương khác. Về chủ quan, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện triển khai tốt các quy định phòng chống dịch, thực hiện tốt chỉ đạo của cấp trên và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Ổ dịch COVID-19 lớn tại thị trấn làm thức tỉnh giới chức y tế Mỹ về biến chủng Delta. Kết quả nghiên cứu công bố ngày 30 tháng 7 cho thấy biến thể Delta của SARS-CoV-2 rất dễ lây lan. Các ca COVID-19 trong nghiên cứu có liên quan đến ổ dịch ở thị trấn Provincetown trong khu vực Cape Cod, quận Barnstable của bang Massachusetts. CDC cho biết từ ngày 3 đến ngày 26 tháng 7, 469 cư dân Massachusetts đã được phát hiện mắc COVID-19. Những người này có liên quan đến đợt bùng dịch ở Cape Cod. Trong số đó, 74% người đã hoàn thành chủng ngừa COVID-19. Quận Barnstable cũng báo cáo rằng, tính đến ngày 30 tháng 7, 934 ca bệnh có liên quan đến ổ dịch này đã được phát hiện. Nghiên cứu của CDC đã chỉ ra rằng, tải lượng virus ở những người đã được chủng ngừa cũng tương tự những người chưa được tiêm chủng. Điều này cho thấy rằng, những người đã chủng ngừa bị nhiễm biến thể Delta vẫn có thể lây truyền virus, không giống như người mắc các biến thể khác. Giám đốc CDC Rochelle Walensky cho biết đây là một khám phá quan trọng dẫn đến việc CDC trong tuần này đưa ra các khuyến nghị đeo khẩu trang kể cả với những người đã được chủng ngừa ở những khu vực có ca bệnh đang gia tăng. WHO kêu gọi hành động nhanh hơn trước khi virus SARS-CoV-2 đột biến thêm một lần nữa. Biến thể Delta được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ, đến nay đã lan ra 132 quốc gia vùng lãnh thổ và là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng 80% số ca tử vong do COVID-19 ở châu Phi trong 4 tuần qua. Delta là một lời cảnh báo rằng virus vẫn đang thay đổi. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết thêm, cho đến nay 4 biến thể đáng lo ngại đã xuất hiện và sẽ còn nhiều hơn nữa, chừng nào virus còn tiếp tục lây lan. Theo ông Tedros, trung bình số ca bệnh tăng 80% trong 4 tuần qua ở 5 trong số 6 khu vực của WHO. Mặc dù biến thể Delta đã khiến nhiều quốc gia lao đao, nhưng ông Ryan cho biết các biện pháp phòng dịch đến thời điểm hiện tại vẫn đang phát huy tác dụng.
WHO kêu gọi phân phối vaccine đồng đều hơn trên khắp thế giới. Đến thời điểm hiện tại, hơn 4 tỷ liều vaccine đã được tiêm trên toàn cầu. Ở các nước được Ngân hàng Thế giới xếp vào nhóm thu nhập cao, cứ 100 người thì có 98 liều vaccine. Con số này đã giảm xuống còn 1,6 liều trên 100 người ở 29 quốc gia có thu nhập thấp nhất. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh tin tức 24 giờ. Mọi ý kiến trái chiều, quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới video này để ban biên tập của chúng tôi kịp thời xử lý và phản hồi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.